Ờ con mới về con. Dạ mới về. Làm gì vậy? Bắt sâu cho cây hả? À, đâu có đâu. Mẹ coi có cái lá nào héo mà mẹ mày bứng. À. Thôi đừng giỡn nữa mà. Giấu gì đưa con coi. Đâu giấu gì đâu. Trời ơi mẹ đang tập thể dục nè. Hiện nay đó trong chung cư mình á, ban đêm có những bóng đen bay qua bay lại. Hôm nay con nghe tin đồn ha. Mẹ thỉnh cái này về nè để mẹ trấn. Con biết không? Mẹ trấn những cái linh hồn quỷ quái đó. Ngoài ra còn thu hút tài lộc nữa. Vậy mẹ tốn hết nhiêu cho ổng rồi? Đâu có tốn tiền gì đâu. Không tốn. Sao không tốn được? Phải tốn tiền chứ. Đâu có đâu. Ổng thì ổng đưa cái này nè. Thì mẹ bồi dưỡng cho ổng giống như mẹ cúng. Thì muốn ai cũng đưa nhiêu đưa. Ổng không có đòi hỏi. Ổng đòi hỏi hả? Thôi đủ rồi. Nói chung là bây giờ nó đã nằm trong tay của con thì con phải xé nó. Trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Mấy lâu nay anh gạt mẹ em hả? Anh có biết là mẹ em tin tưởng mấy cái lá bùa nó lắm không? Rồi hả, sữa không có để cho em uống. Em lùn như vậy nè, mà mẹ cứ 1-2, 1-2 đổ sữa ở đâu dưới đất á. Nói là cúng cho lá bùa, cúng cho dông, cho ngải gì đó. Trời ơi, con cái khát khổ, mẹ đâu quan tâm đâu. Anh á, tại anh á, anh nghĩ sao vậy? Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 là một khúc ca cho